Cuối phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng nay, theo mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã phát biểu giải trình làm rõ thêm nhiều vấn đề liên quan đến việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố trong năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, sau 2 năm chịu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, bước vào năm 2022, Đà Nẵng đã nỗ lực thích ứng an toàn với dịch bệnh và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội với nhiều kết quả bước đầu khởi sắc. Tuy nhiên, năm 2023 dự báo sẽ đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, thành phố sẽ thực hiện tổng thể đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo thắng lợi nhiệm vụ theo chủ đề năm. Trong đó, tập trung phát triển dịch vụ du lịch, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ các ngành còn tăng trưởng thấp, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm, động lực. Tập trung tháo gỡ thủ tục đất đai, quy trình thủ tục hồ sơ công tác đầu tư xây dựng. Đây là vấn đề khó và phức tạp, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực. Năm 2020, chúng tôi tổng hợp là trên 300 dự án về hạ tầng chưa được bàn giao. Và nỗ lực của chúng tôi trong gần 2 năm qua để giảm xuống còn là 200, gần 200. Và chúng tôi cố gắng là năm 23 này. Và những năm tiếp theo là cố gắng sớm nhất để mà hoàn thành cái vấn đề này. Và chúng tôi đã có chỉ đạo cho các cái đơn vị, ban quản lý là những cái dự án nào mà không thể tiếp tục triển khai nữa thì chấm dứt và quyết toán. Còn cái phần còn lại sẽ hình thành một dự án mới. Thứ hai là những cái hạ tầng nào đã xong rồi thì chúng tôi bàn giao cục bộ. Bàn giao cục bộ và cái này đã tiến hành làm. Và năm 2023, Ủy ban thành phố là không thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm đối với các sở ngành nữa. Có quận huyện nữa, mà tất cả các nhiệm vụ đều là nhiệm vụ trọng tâm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cho biết, thành phố sẽ tập trung hơn nữa cho công tác quản lý đô thị, nhất là các vấn đề bức xúc, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, như vấn đề thoát nước đô thị, xử lý chung cư xuống cấp, ưu tiên nguồn lực, các dự án dân sinh. Thành phố sẽ tăng cường việc phân cấp ủy quyền và giám sát vấn đề này. Đã là phân cấp rồi, thì trách nhiệm thuộc về cái đơn vị mà được Ủy ban thành phố phân cấp. Tất cả các khâu. Ủy quyền thì cũng trách nhiệm của chúng tôi và thường xuyên kiểm tra. Nhưng đã phân cấp rồi, thì các đơn vị mà được phân cấp đó phải chịu trách nhiệm toàn bộ trước pháp luật về những cái nội dung mà mình triển khai. Thì rút kinh nghiệm và qua cái kết quả kiểm tra thanh tra của năm 2022, thì năm 23 này chúng tôi cũng sẽ quan tâm đến vấn đề này. Nhân đây kính đề nghị Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố tăng cường công tác giám sát phản biện xã hội. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật hành chính trong nội dung này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, thành phố cũng sẽ tiếp tục dành nguồn lực, quan tâm đầu tư các mặt văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm chăm lo tế cho người dân, tăng cường đảm bảo quốc phòng an ninh, chỉ đạo các sở ngành địa phương rà soát, giải quyết rốt ráo các kiến nghị cử tri và các vấn đề tồn đọng.